chào bạn bạn đang nghe audio chuyên mục dinh dưỡng trên website mạng y tế vn đau đầu khi ăn kem vì sao tôi rất thích ăn kem nhất là vào mùa hè nhưng mỗi khi ăn lại thấy nhức bút đầu tôi rất lo lắng xin bác sĩ tư vấn giúp tôi có bị mắc bệnh gì không tôi rất thích ăn kem nhất là vào mùa hè nhưng mỗi khi ăn lại thấy nhức bút đầu tôi rất lo lắng xin bác sĩ tư vấn giúp tôi có bị mắc bệnh gì không lê thị thạch bình phước mùa hè trời nóng nực mà được nhâm nhi que kem lạnh thì thật tuyệt nhưng có lúc vừa ăn xong thì đột ngột cảm thấy phần đầu nhức buốt biểu hiện này có thể qua nhanh sau vài phút nhưng trong y học đây là hiện tượng não đóng băng nguyên nhân của hiện tượng này là do kem lạnh khiến niêm mạc vòm họng bị kích thích mạnh làm cho các mạch máu cơ vùng mặt đầu thu co gây co thắt động mạch thái dương sau đó lại giãn nở khiến thần kinh cảm giác trên thành động mạch nở. Thông thường đau nhức sẽ phát sinh ở giữa chán hoặc gần huyệt thái dương. Có người còn có hiện tượng buồn nôn. Người mắc bệnh đau nửa đầu càng dễ xuất hiện tình trạng này. May mắn là thời gian đau nhức không lâu. Mấy phút hoặc mười mấy phút sau sẽ tự động biến mất. Rất ít trường hợp bị nặng mới đưa đến bệnh viện khám. Chị không nên lo lắng. Để hạn chế hiện tượng này khi ăn kem nên ăn chậm. Nếu xuất hiện cảm giác nhức bút chỉ cần tự mình mát ra vào chỗ đau sẽ dần dần giảm nhẹ chiều. Chứng, bác sĩ Thanh Hà Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.